Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai này là hoa của nó là màu hồng nhưng mà giờ nó mới tàn hoa rồi nha anh chị. Trái. Đó, hoa búp của nó nè, trái của nó nè, chín nó sẽ màu đỏ rất là đẹp nha anh chị. Mấy cây này thì em bán một cặp ha. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi mã số đầu tiên là mã số E11, cái này em bán đồng giá 400.000 một cặp. Cái này em giới thiệu sơ một cặp đầu thôi ha, còn mấy cặp kia là anh chị nhìn nó tựa tựa thôi nha anh chị. Cái này là em đo chiều cao thôi, chiều cao là tầm 18 nè, tầm 20. Đó, mấy cây này cao khoảng 18 đến 20, 21 nha anh chị. Chậu á, thì là 11. Cái này thường chậu anh chị về để tầm tuần lễ đi, mình không thay chậu hết. Đây, chưa, cây chiếc lông nè anh chị. Đó, nhìn giùm em ha, cây này thường dạng cây mini. Rồi mã số này là E11, 400.000 bao ship. Mã số E12 nha anh chị nè, hoa của nó nè. Tại này nó mới tàn á. Hoa của nó là ra quanh năm luôn nha anh chị. Mã số E12 cộng này nó hơi bị chày, bây giờ nó kéo sẹo rồi nè. E12 400.000 em bao ship. E13 hồng ngọc mai nha anh chị nè, chiều cao tầm một gang tay, cây bên đây thì nó cao hơn tầm 18, 19, 20 á. Rồi E13 400.000 em bao ship. E14 cây này to nè chị, nó dáng hơi bay luôn nè. E14 400.000 em bao ship, cao tầm gang tay chứ lại hơn. E15 nha anh chị. Ai điện E15. Rồi mã số E15 400.000 em bao ship. E16. Cầm mình nghe tay thôi, dạng mini á, hoa của nó nè. Rồi E16 400.000 em bao ship. E17. Mã số E17 400.000 luôn nha anh chị, đồng giá hay các em đang thấp hơn chị cao hơn. E18 hồng ngọc mai, hoa rất là đẹp luôn ha, tại này nó mới tàn. Rồi mã số E18 400.000, anh chị nghe kỹ mã số em đọc ha, tại em có đánh mã số lên cây á. E19 400.000 em bao ship luôn. Mã E20 cũng tự tựa nha, anh chị biết cái đen đen này là gông riêu nó đóng nha, nó bị chì chì xíu ngoài gì cái rễ á. E20 400.000. Mã E21 còn rễ này nó có hơi cái nứt nứt lâu rồi nè, nó vô chậu á, lâu rồi ha. Rồi mã số E21 400.000. E22 cái này tàn hoa rồi, mới tàn. Rồi E22 nó hơi chạy xíu, 400.000 em bao ship. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao du với cô chú anh chị là lô lộc vừng, lá nhỏ xiên hoa nha anh chị. Anh chị xem lá nè, bóng mượt rất là đẹp ha. Thì nó có bằng cỡ 2 ngón, 3 ngón tay nha anh chị. Đó, lá có rai. Đó, loại này là xiên hoa dữ lắm anh chị ơi. Đó, cái cây nè. Thì cái cây thì em bán lô 5 cây. Thì chị anh chị so sánh với cái cây keo Mỹ Tiến ha. Đó, có mấy cây rất là đẹp ha. Này em bán lô 5 cây thì có cây bự, cây nhỏ nha anh chị. Đồng giá một lô như vậy là 800.000 em bao ship cho mình luôn ha. Chị xem nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Lá có gai, lá nhỏ à. Nó 2-3 ngón tay anh chị ơi. Đó, trồng trong cặp thì nó ấy, nhưng mà trồng ngoài nắng là lá có 2-3 ngón tay à. Rất là xiên hoa nha anh chị. Đó, mã số là V1. Đó, anh chị chọn đúng mã số là em gửi đúng cây nha anh chị. V1. Đó, lô V1 này là 800.000 5 cây nha anh chị. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số V5 nha anh chị. Đó, anh chị nhìn xem nè, cây cực kỳ quái luôn ha. Quái gì cà na luôn. Đó, cái lá nhìn rất là mướt, đẹp luôn anh chị ơi.
Đó. Chị Dương dằn đứt dây một là chơi rất là đẹp, rất là quái luôn. Rồi mã số B5 này nha anh chị, cũng đồng giá 800.000 em bao ship nha. Rồi tiếp theo là mã số V6 nha anh chị. Anh chị cứ chọn đúng mã số em đánh trên cây chơi nè, giờ đó không có lộn được đâu anh chị yên tâm ha. Mã số V6 cây nè. Đấy, anh chị so sánh nó kích thước thì anh chị so sánh chai keo giúp em ha. Đó, có to hơn có nhỏ hơn chai keo ha. Thì trong lô thì cũng có cây bự cây nhỏ, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi V6 800.000 bảo ship cho mình ha, rất là rẻ luôn, chơi có trăm mấy ngàn cây. Rồi tiếp theo là mã số V7 nha anh chị. Đó, cây rất là quái, cây này sống khỏe, nó đâm rễ ra ngoài này luôn chân nha anh chị, do đó anh chị yên tâm về khỏi bị sợ chết đi. Trứng ngắt cái chậu luôn rồi, dáng cực kỳ quái luôn nha anh chị. Mã số V7 đồng giá 800.000 em bao ship cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số V8 nha anh chị. Ồ cây này nó quấn đẹp nè chị ơi. Đó, quấn cực kỳ đẹp luôn ha. Cây nào cũ đế rất là ok luôn. Mã số V8 đó, cũng đồng giá luôn nha anh chị, 800.000 em bao ship, tính ra trong ngoài cây anh chị ơi, rất là rẻ luôn ha. Đó. Rồi tiếp theo mã số V9 nha anh chị. Anh chị xem có đủ cây này thôi, đủ con tiền anh chị ơi, tại trong lô thì nó có cây đẹp cây xấu ha, cây nhỏ cây bự ha, cây mà cây nào cũng quái hết trơn á. Chị xem ha, mã số V9 rất là quái đẹp luôn anh chị ơi. Rồi mã số V9 nha anh chị. Rồi cũng đồng giá ha, 800.000 em bao ship cho mình luôn. Rồi tiếp theo là mã số V10 nha anh chị. Đó, cây rất là đẹp luôn anh chị ơi. Ồ nè, cũ nè, cà bá luôn. Này là bị chuột cạp nha anh chị, không sao ha, ngoài ra ngoài không gì hết. Đó, cây sống khỏe hết rồi, cây nào cũng nấy rất là đẹp luôn. Rồi mã số V10 cũng đồng giá 800.000 luôn cho mình luôn ha, bao ship tặng nhà luôn.